Sáng nay, ngày 27 tháng 4, Công an thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã bắt được đối tượng liều lĩnh tháo trộm 4 chiếc bánh xe ô tô của một người dân sau 7 ngày gây án. Đó là Phạm Bạch Hổ, 37 tuổi, trú tại phường Tân Thành, thành phố Buôn Ma Thuột. Trước đó, sáng ngày 18 tháng 4, Công an thành phố Buôn Ma Thuột nhận được đơn trình báo của một người dân trú tại phường Tân Lập về việc trong đêm 17 rạng sáng ngày 18 tháng 4, anh để xe ô tô trên vỉa hè trước nhà thì bị kẻ gian tháo trộm mất 4 chiếc bánh. Ngay sau đó, đội cảnh sát hình sự Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã nhanh chóng đến hiện trường xác minh điều tra. Tại hiện trường, đối tượng gây án không để lại dấu vết gì. Xung quanh nhà dân cũng không lắp đặt hệ thống camera an ninh nên công tác nhận diện, truy xét đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. Được biết, đây là vụ trộm bánh xe ô tô đầu tiên xảy ra trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột cũng như ở tỉnh Đắk Lắk, nên lãnh đạo Công an thành phố Buôn Ma Thuột đã quyết liệt chỉ đạo đội cảnh sát hình sự tập trung lực lượng khẩn trương điều tra làm rõ. Với quyết tâm đấu tranh tội phạm đến cùng bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau 7 ngày, lực lượng công an đã bắt giữ được đối tượng gây án là Phạm Bạch Hổ. Được biết, Hổ đang làm thuê cho một gara ô tô ở phường Tân Lợi, thành phố Buôn Ma Thuột. Tại cơ quan công an, Hổ khai nhận khoảng 1 giờ ngày 18 tháng 4, Hổ mang theo một thanh sắt chữ L dùng để tháo ốc rồi điều khiển xe máy đi dò la trên các tuyến phố Buôn Ma Thuột, tìm xe ô tô người dân để sơ hở nhằm mục đích tháo bánh bán lấy tiền tiêu xài. Khi đến địa điểm trên, Hổ phát hiện chiếc xe Mazda 3 để trên vỉa hè không có người trông coi, nên đã dùng thanh sắt chữ L tháo lỏng các con ốc ở 4 bánh. Sau đó, Hổ về lại gara ô tô nơi mình làm việc, rồi điều khiển xe ô tô quay lại chỗ chiếc xe Mazda 3. Trên đường đi, Hổ nhặt thêm khoảng 30 viên gạch cho lên xe ô tô. Khi đến nơi, Hổ dùng kích nâng 4 góc chiếc xe Mazda 3 rồi dùng gạch kê vào. Sau đó, Hổ tháo lấy 4 chiếc bánh cho lên xe ô tô của mình và điều khiển về nhà cất giấu, chờ tiêu thụ. Hổ còn khai nhận trong đêm 17 tháng 4, trước khi thực hiện vụ trộm trên, thì Hổ còn tháo trộm bánh một chiếc xe ô tô khác ở đường Đặng Thái Thân nhưng bất thành.